Tin trong nước trưa ngày 16 tháng 10 Khẩn cấp tìm người tới quán cơm trên cao tốc Hà Nội, Lào Cai Có f không ghé qua Hai vợ chồng mắc Covid-19 sau ngày họp phụ huynh Bốn học sinh nhiễm bệnh Nhận hỗ trợ đợt 3 bị đòi lại Phải lập thủ tục thu hồi Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhiều không của công an thành phố Nha Trang Điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu bí thư Bình Dương Thưa quý vị để không bỏ sót các bản tin quan trọng hàng ngày, quý vị có thể nhập email và đường dẫn có trong phần mô tả phía dưới để nhận thông báo qua email. Dekana News cũng đã có mặt trên nền tảng Shapechat. Kênh của chúng tôi trên Shapechat sẽ cập nhật một số nội dung không có trên YouTube. Quý vị có thể tải app Shapechat và đăng ký theo dõi trên kênh của chúng tôi. Và tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin trong nước trưa ngày 16 tháng 10 của Dekana TV. Khẩn cấp tìm người tới quán cơm trên cao tốc Hà Nội Lào Cai có F0 ghé qua. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai vừa thông báo, trong 7 trường hợp mắc COVID-19 mới thì có 5 trường hợp là công dân trở về từ Bình Dương, thường trú tại huyện Simacai và huyện Bảo Thắng. Trong đó, có 4 trường hợp là F1 và 2 trường hợp mắc COVID-19 còn lại được phát hiện tại chốt kiểm soát dịch km 237 cao tốc Hà Nội Lào Cai, có địa chỉ thường trú tại huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Nhận định ban đầu xác định nguồn lây có thể từ nhóm công dân từ Bình Dương trở về ngày 7 tháng 10 năm 2021. Hiện tất cả 7 bệnh nhân bị mắc COVID-19 nêu trên đã được chuyển về cách ly theo dõi và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Lào Cai. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân trên cả nước tăng cường truy vết tìm những người có mặt tại các địa điểm sau. 1. Quán cơm Thảo Dũng, địa chỉ cạnh cây xăng gần trạm thu phí km 237, đường cao tốc Hà Nội Lào Cai. Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ và 19 giờ 30 đến 23 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2021. Từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2022. Từ 11 giờ 10 phút đến 11 giờ 45 phút và từ 18 giờ 20 phút đến 18 giờ 45 phút ngày 12 tháng 10 năm 2021. Từ 18 giờ 20 đến 18 giờ 45 ngày 12 tháng 10 năm 2021. Từ 7 giờ 20 đến 8 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Địa chỉ số 2, quán cơm Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ thôn Phú Xuân, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai. Thời gian khoảng 20 giờ đến 21 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2021 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021. Địa chỉ số 3, quán ăn Phương Anh quán, địa chỉ thôn Bến Phà, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai. Thời gian từ 19 giờ 30 đến 19 giờ 45 ngày 13 tháng 10 năm 2021. Địa chỉ số 4, trường mầm non Bắc Lệnh từ 16 giờ 25 đến 16 giờ 35 ngày 13 tháng 10 năm 2021. Nhà ông bà Ly Mỹ, địa chỉ thôn Tiến Cường, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai. Thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Mọi thông tin liên hệ với Sở Y tế tỉnh Lào Cai, điện thoại 0969 841 414, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 0822 188 137 hoặc Bộ Y tế 1900 9095. Hai vợ chồng mắc Covid-19 sau ngày họp phụ huynh, 4 học sinh nhiễm bệnh. Chiều ngày 15 tháng 10, thông tin từ Ủy ban Thị xã Biển Sơn, Thanh Hóa cho biết, tính đến 15 giờ cùng ngày đã ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 từ nguồn lây hai vợ chồng ngụ tại thôn 3, xã Quang Trung, Thị xã Biển Sơn. Trong 9 ca lây nhiễm, có 4 ca là học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Quang Trung, nơi các con của hai vợ chồng nêu trên theo học và là nơi các bệnh nhân đến họp phụ huynh vào ngày 10 tháng 10. 5 ca nhiễm còn lại là F1 của hai vợ chồng và chủ yếu là người làm việc trong nhà máy ô tô Vim đóng trên địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, từng dự buổi liên hoan với các bệnh nhân. Tính đến trưa ngày 15 tháng 10, kết quả truy vết đã xác định gần 400 người là F1, trong đó có hơn 100 học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Quang Trung và hơn 2.100 người là F2 của hai vợ chồng bệnh nhân. Hai vợ chồng trên phát hiện nhiễm COVID-19 vào chiều ngày 14 tháng 10. Các bệnh nhân có lịch trình di chuyển rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 10. Trong đó, bệnh nhân nữ 36 tuổi là nhân viên bán hàng trong một doanh nghiệp ở thị xã Bỉm Sơn, nên từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 10, bệnh nhân đi bán và giới thiệu hàng ở rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định, Thanh Hóa. Bệnh nhân nam 38 tuổi, chồng bệnh nhân nữ trên là lái xe trong một doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 10, bệnh nhân đi chở hàng đến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, có tiếp xúc với nhiều người. Nhận hỗ trợ đợt 3 bị đòi lại, phải lập thủ tục thu hồi. Cụ thể, theo anh M, một ngày đầu tháng 10, anh M ngụ tại phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, được tổ phó tổ dân phố tại khu vực anh đang lưu trú thông báo anh ra nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Sau khi ký tên và nhận được 1 triệu đồng, anh M ra về nhưng vừa về tới nhà thì anh nhận được cuộc gọi của tổ phó tổ dân phố đòi lại tiền vì chi nhầm. Tôi đến trả lại tiền nhưng nghĩ mình không có nhận hỗ trợ nên muốn hủy chữ ký ban đầu. Tuy nhiên, cán bộ chi trả bảo tôi nếu muốn hủy chữ ký thì lên phường, họ không lập biên bản hay giấy tờ gì với tôi. Hai ngày sau, tổ phó gửi một danh sách đang hưởng lương vào group Zalo, nói rằng đây là diện không được hỗ trợ, trong đó có tên tôi. Anh M thắc mắc, thực tế anh đang hưởng lương tháng 8 năm 2021 nhưng không biết tại sao có tên trong danh sách nhận hỗ trợ này và vì sao vừa ký nhận xong thì lại bị đòi lại tiền. Liên quan tới vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 7 quận Tân Bình cho hay, Danh sách hỗ trợ được phường xét duyệt sẽ gửi về phần mềm quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm Quang Trung để đối chiếu, lọc ra các trường hợp có hưởng lương tháng 8, đóng bảo hiểm xã hội, diện không được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, danh sách mà phần mềm gửi lại Ủy ban nhân dân phường vẫn chưa lọc ra hết. Vì vậy, trường hợp người dân có đóng bảo hiểm xã hội hay có hưởng lương tháng 8 năm 2021 nhưng được lập danh sách, phần mềm lọc sót mà thực hiện chi trả là nhầm. Nếu giả soát lại và phát hiện trước sẽ không chi, nhưng trường hợp đã chi rồi mà sau đó mới biết được người này không thuộc diện được hỗ trợ thì cán bộ phường phải làm thủ tục để thu hồi. Bốn diện mà thành phố Hồ Chí Minh không hỗ trợ đợt 3 bao gồm: người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021. Về cách thức thu hồi, theo Ủy ban nhân dân phường 7, tổ công tác địa phương phải xuống báo với dân là họ không thuộc diện được hỗ trợ lập một biên bản giải thích vụ việc để người dân đồng ý ký tên gửi lại tiền cho nhà nước. Người dân sẽ ký trả trong biên bản thu hồi chứ không thể hủy chữ ký ban đầu và phải có biên bản mới thực hiện thu hồi tiền. Vì nếu không lập biên bản mà thu hồi tiền là không đúng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 7 cho biết. Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều không của Công an thành phố Nha Trang. Vụ việc xảy ra cách đây gần một năm, Ngày 18 tháng 11 năm 2020, bà Lê Thị P, 49 tuổi ở đường Giã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị đánh gãy tay, bà có làm đơn trình báo lên công an phường Vĩnh Tượng, thành phố Nha Trang để đề nghị xử lý hình sự đối với người đã đánh gãy tay bà, gây thương tích kín tay trái, mức thương tật 15%. Thế nhưng, gần 8 tháng sau, vào ngày 9 tháng 7 năm 2021, Phó trưởng công an thành phố Nha Trang đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị KP, về hành vi vi phạm hành chính đánh nhau trong vụ việc mà bà đã trình báo, mức phạt tiền là 750.000 đồng. Bà Lê Thị P đã khiếu nại đó là quyết định trái pháp luật, xử phạt một cách oan uổng đối với bà và thể hiện sự cầu thả trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân. Vì trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị P không có biên bản vi phạm hành chính, không có ngày hiệu lực để thi hành quyết định xử phạt đó, không ấn định thời hạn nộp phạt bao nhiêu ngày. Ngoài ra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể trên còn không ghi số quyển quyết định xử phạt, không có số quyết định và ngày tháng quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho người ban hành quyết định xử phạt bà Lê Thị P. Còn về người bị phạt là bà Lê Thị P cũng không có ngày tháng sinh và số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cùng ngày nơi cấp theo đúng quy định phải ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, trưởng công an thành phố Nha Trang có văn bản về việc giải quyết khiếu nại của bà P công nhận nội dung khiếu lại của bà P là đúng, đồng thời đã hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của công an thành phố Nha Trang trước đó. Điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu bí thư Bình Dương. Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng công ty Bình Dương và một số đơn vị liên quan. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an sẽ điều tra bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hành vi, động cơ phạm tội cũng như thiệt hại của các bị can trong vụ án. Trước đó, cuối tháng 8, C03 đã ban hành kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 20 bị can khác trong vụ án này là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo doanh nghiệp cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên. Vụ án này ban đầu Công an tỉnh Bình Dương khởi tố điều tra từ cuối năm 2019, sau đó chuyển hồ sơ đến C03 điều tra theo thẩm quyền. Theo kết luận điều tra, trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương giai đoạn 2010-2017 có vai trò chủ mưu cầm đầu. Trong quá trình cổ phần hóa tổng công ty Bình Dương, doanh nghiệp thuộc tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Văn Minh đã cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha cho công ty tư nhân trái quy định pháp luật và điều lệ của tổng công ty Bình Dương, gây thiệt hại hơn 302 tỷ đồng. Đồng thời, bị can Minh còn đưa khu đất 145 ha vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản nhà nước với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Hành vi của bị can Trần Văn Minh và đồng phạm đã được tiếp tay bởi lãnh đạo tỉnh Bình Dương khi đó. Trong đó, trong giai đoạn giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Bình Dương, bị can Trần Văn Nam một mặt đã tổ chức và chủ trì cuộc họp quyết định phương án sử dụng đất của tổng công ty Bình Dương theo hướng bảo toàn vốn cho nhà nước. Nhưng sau đó, chính bị can này lại tổ chức cuộc họp khác để thống nhất và quyết định cho tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 302 tỷ đồng. Trước đó, khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, bị can Trần Văn Nam đã ký ban hành nhiều văn bản áp dụng giá đất để Cục Thuế Bình Dương áp dụng giá đất đối với khu đất 43 ha và 145 ha giao cho Tổng công ty Bình Dương để thu tiền trái quy định pháp luật, gây thất thoát hơn 761 tỷ đồng. C03 đã xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thất thoát nhà nước số tiền hơn 1.463 tỷ đồng. Tuy nhiên, động cơ vụ lợi của nhiều bị can, nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, chưa được làm rõ. Mục tin trong nước trưa ngày 16 tháng 10 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.